đeo luôn đi ha. Bữa nay vàng lên dù dù. Chiếc đó mấy phân chị? Rồi làm giấy luôn. Vừa không mẹ? Tao đưa coi coi, dở lên coi coi. Đó, tao quăng lên TikTok rồi. Ok nha. TikToker à. Trời ơi. Ai nói suy thoái kinh tế đâu chứ tôi thấy vàng bán rầm rầm. Đó, lấy ham luôn mọi người. Vòng nó bự ghê, đẹp ghê, mẹ dám đeo ra. Thôi nó mỏng. Cho mượn cái ghế nha, cho mượn cái ghế cho bà già ngồi nha. Cho cô Thi mượn cái ghế đấy nha bé. Rồi mẹ ngồi đây đi. Rồi ngồi xuống. Ngồi xuống đó đi. Rồi coi đứa nào quen mới được. Đặng hồi nó bớt tiền công mình nhỏ này. Rồi. Đeo dòng xi men không? Đẹp ha. Trời ơi mấy con heo đẹp quá quý vị ơi. Không có gì mà thấy vàng là mê. Kìa người ta hỏi mấy cái kìa.